Từ tháng 9 đến nay, miền Trung liên tiếp hứng chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt như là bão, lũ, sạt lở đất. Đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nên dịch bệnh trong cộng đồng. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, từ đầu tháng 10 đến nay đã ghi nhận 28 trường hợp mắc bệnh Whitmore, tăng đột biến so với trung bình hàng năm. Trong đó có 50% số bệnh nhân đến từ các tỉnh trong khu vực miền Trung. Nhiều bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn của bệnh khi đã có tình trạng nhiễm khuẩn máu, sốc nhiễm khuẩn hoặc suy đa tạng, khiến việc điều trị khó khăn, chi phí điều trị cao nhưng kết quả không khả quan. Bệnh Whitmore lây nhiễm khi bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với đất và nước ô nhiễm có chứa vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là tại những khu vực xảy ra lũ lụt vừa qua. Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm, sử dụng giày dép, găng tay khi tiếp xúc với đất, nước bẩn, nước lụt, nhất là khi có vết thương hở, vết loét, cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước lũ bị ô nhiễm nặng. Tính đến giữa tháng 11, Bộ Y tế đã cấp phép cho 86 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Trong 86 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, miền Bắc có 37 đơn vị, miền Trung 8 đơn vị, Tây Nguyên 3 đơn vị và miền Nam 38 đơn vị. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong và ngoài ngành y tế đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm cho các phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 tại chỗ, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khác thực hiện xét nghiệm. Các đơn vị muốn thực hiện xét nghiệm khẳng định thì liên hệ các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để được đánh giá, xác nhận. Các phòng xét nghiệm đã được Bộ Y tế hoặc viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur xác nhận có đủ năng lực xét nghiệm khẳng định thì không cần gửi mẫu đến các phòng xét nghiệm khác để khẳng định lại trong trường hợp kết quả dương tính. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu chủ sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử rà soát ngay các sản phẩm kẹo mang tên Hammer đang bày bán trên mạng vì có chứa chất cấm dùng để điều trị rối loạn cương dương. Để an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số yêu cầu triển khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự, kiểm duyệt nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm kẹo Hammer, đồng thời có các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm người bán trên các website và ứng dụng thương mại điện tử. Bộ Giao thông Vận tải cam kết đảm bảo hoàn thành việc thu phí không dừng trên toàn quốc cả hai giai đoạn vào cuối năm nay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Hiện tất cả khó khăn vướng mắc đã cơ bản được giải quyết. Dự kiến dự án khi hoàn thành sẽ kết nối liên thông trên toàn quốc. Người dân có thể thanh toán qua trạm thu phí không dừng bằng các loại ví điện tử của nhiều ngân hàng mà không cần phải mở thêm tài khoản riêng. Hiện dự án thu phí không dừng đang triển khai giai đoạn 2 với 33 trạm thu phí. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là phải hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng, nên Tổng cục Đường bộ yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ít nhất trong tháng 11 này phải lắp đặt 2/3 số trạm và đến giữa tháng 12 sẽ hoàn tất toàn bộ. Tuy nhiên, một vấn đề được nhiều chủ phương tiện băn khoăn là việc kết nối liên thông giữa hai loại thẻ của hai đơn vị lắp đặt khác nhau như thế nào? Liệu có gây phiền hà cho lái xe khi đã dán thẻ trước đó? Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ kết nối đồng bộ đảm bảo cho các chủ phương tiện dán thẻ và đi được tất cả các trạm trên toàn quốc. Ngày 20 tháng 11 sẽ tiến hành kết nối thử nghiệm giữa hai nhà đầu tư lắp đặt thu phí không dừng và tiền cũng được liên thông trả tiền qua các tài khoản ngân hàng.